này là nó quéo luôn rồi chứ. Đâu phải nó rối chút xíu đâu anh. Em xin lỗi chị. Anh ơi, em sắp đi đám cưới mà. Ủa. Em ơi, xong chưa? Xong. Ủa sao tự nhiên anh tới đây vậy? Thì em kêu anh 10 rưỡi qua đón em. Bây giờ 10 rưỡi rồi nè. Nhưng mà em... Tại tóc em... Anh để lố nửa tiếng rồi. Cho nên bây giờ anh thế tóc em sao? Thì em phải thả tay xuống anh mới thấy sao được chứ. Bỏ tay ra. Nhìn tóc em. Anh thèm mì xào giòn quá. Mà sao nó sai sai vậy? Sao em để tóc gì kỳ vậy? Mì xào giòn gì? Không mấy để chị để em duỗi lại cho chị. Duỗi thẳng nó lại khoảng chừng 1 tiếng rưỡi là xong. Không kịp rồi. Bây giờ anh phải đi đám cưới liền. Có cách nào khác không em? Giờ làm sao bây giờ? Hả anh? Giờ làm sao đây? Bây giờ anh tính vậy nè. Hay là em ngồi đây, em duỗi tóc lại đi. Anh đi ra đám cưới một mình. Ăn xong quay đón em được không? Cái gì? Tại sao lại đi một mình? À, hay là anh dắt em đi chung rồi tóc em vậy rồi anh sợ xấu hổ đúng không? Làm gì có, anh lo cho em thôi. Anh chỉ sợ là em xấu hổ chứ mắc mới gì anh xấu hổ. Đó kìa, nhìn cái mặt anh kìa. Cái gì? Đúng rồi, anh dắt em theo á, anh sợ người ta nhìn thấy em xong rồi cái hả thấy anh có một người bạn gái tóc kỳ cục, tóc vừa quéo mà bên thấp bên cao tùm lum vậy. Anh sợ người ta cười anh xấu hổ chứ gì. Ủa nhưng mà tại sao hôm qua anh nói với em là anh chỉ cần em là chính em thôi, anh không có quan tâm bên ngoài của em mà. Thì anh có quan tâm bên ngoài đâu, tại vì anh thấy cái tóc này nó không được rồi. Vậy thì đi, mấy em không thích đi, muốn đi thì đi. Đi muốn đi thì đi. Cái gì? Xe đâu? Xe sao sao quá vậy? Em để xe. Trời ơi, đi chừng nào mới tới? Sao anh không dắt xe lên gần chỗ làm tóc đi? Em bị gì vậy em? Chiếc xe mà sao dắt anh được cái bậc thang, bậc sao dắt anh được em? Nguyên cả gia đình dòng họ anh khi còn không lên không nổi nữa bắt mình anh dắt lên. Em sao vậy? Thì đi đi. Ngày gì mà sao ai cũng ra đường đông quá vậy? Cái gì vậy? Gió lạnh mỏ ác nè. Mỏ ác liên quan em hết tóc liên quan đến mỏ ác mà. Ê. Lạnh đó là bệnh rồi. Rách cái đồ vest của anh. Nhưng mà em lạnh em bệnh rồi, bây giờ lạnh đó, là gió quá. Xe đâu? À được rồi, đi xe. Em thấy đường không vậy? Thấy đường nhột rồi. Nhột anh, em kỳ quá, ê làm gì nó vậy? Trời ơi, thấy đường nè. Trời em thấy, ê nhột. Yên. Dạ. Chị Nhi yên bạn em thì đúng không? Đó. Đó. Với bạn đúng không? Thế sao vậy? Nè, đang xấu hổ đúng không? Đang mắc cỡ đúng không? Hả? Hồi nào? Em có xấu hổ mắc cỡ hồi nào đâu. Thôi đi, mặt em kìa, trắng bệt ra được kìa. Anh thì có nửa đổi thừa cho em. Anh làm gì có? Em có không? Không. Vậy thì đi. Khoan đã. Quay lại hả? Vậy thì quay lại. Sao tự nhiên anh quay lại vậy? Ủa? Em đâu có nói gì đâu. Vậy thì quay lại. Còn anh nữa, anh mới thôi đi á. Anh thôi đi cái gì? Chứ còn gì nữa. Vậy giờ sao? Khỏi đi ha. Khỏi đi thì khỏi đi luôn đi. Nè, đáng lý ra em phải thừa nhận với anh sớm là em xấu hổ rồi. Mà công nhận cũng ngộ thiệt nha. Từ ngày cuộc đời của anh có cô giáo Dự Hiền á, nó sao sao á, nhiều ca khó đỡ dễ sợ luôn. Ca đỡ gì mà khó đỡ? Em có nói gì đâu, anh xấu hổ không? Anh đâu có xấu hổ đâu nữa. Được rồi, xin lỗi được chưa? Anh xin lỗi được chưa? Bây giờ sao? Giờ đi ăn ha. Không. Vậy em muốn gì? Em muốn đi duỗi tóc. Đương nhiên phải đi duỗi tóc trước rồi. Chứ nghĩ sao giờ anh chở người yêu anh đi ăn mặc đồ tóc mì tôm như vậy. Ghê. Nói thiệt em nha, lúc bước xuống cầu thang á là anh buông tay em rồi đó. Thiệt. Đó, thấy chưa? Vậy là anh xấu hổ đúng không? Xấu hổ quá. À được rồi. Được rồi, anh xin lỗi, đừng khóc. Con có bạn gái rồi đúng không?
Dạ, dạ có. Yumi hả con? Dạ, đúng rồi. Yumi thiệt hả? Ê, không, mẹ đổi thái độ nhanh vậy mẹ. Không, tại vì mẹ cũng hơi bị sốc á. Mẹ không nghĩ là con với lại Yumi quen nhau, con hiểu không? Dạ. Mới nắm tay thôi. Mới nắm tay thôi, chưa làm gì hết đúng không? Trời ơi, con của mẹ giỏi quá. Có chuyện gì nói mẹ nghe tiếp rồi. Mẹ. Ừ. Con hung rồi đó mẹ. Chứ mẹ đổi thái độ nhanh vậy mẹ. Mẹ hiện đại mà mẹ. Mẹ hiện đại lắm. Dạ. Hung ở đâu? Dạ hung. Con trai cưng hung ở đâu nè? Nói mẹ nghe ok. Môi chúng chiếm mẹ. Nghe ngay đây. Mẹ không nghĩ là con với lại Yumi lại có thể nhanh như vậy. Mới đây mà ở đây luôn rồi. Mẹ ơi, mẹ có điện. Mẹ xin lỗi, mẹ hơi bị. Mẹ có điện thoại rồi mẹ. Mẹ điện thoại mẹ. Mẹ biết rồi. Alo. Mẹ ơi, alo. Cái đó là cái remote mẹ. Mẹ xin lỗi không. Mẹ hơi bị. Alo. Mến. Kỳ. Con trai cưng ơi. Sao vậy con, sao buồn vậy con? Mến ơi. Cố lên cậu à. Thầy đang nghĩ gì vậy? Đâu có gì đâu. Thầy Phúc, em có cái này muốn nói thầy Phúc nghe nè. Thầy Phúc biết không, lần đầu tiên mà gặp thầy trong phòng giáo viên á, em thấy thầy quen dữ lắm luôn á thầy Phúc. Giống như là mình gặp nhau ở đâu rồi nè. Thân thuộc lắm. Vậy hả? Dạ. Vậy còn tôi? Tôi thấy cô lạ quá. Kỳ vậy trời. À. Mấy cái đứa này phải cẩn thận chứ. Cô sao? Đưa tôi coi. Đưa tôi coi. Cô sao? Em nghĩ thầy chảy máu mũi rồi thầy ơi. Chảy máu mũi mà không sao gì? Đưa tôi coi. Đưa tôi coi. Không sao. Thầy đừng có coi. Máu nhiều lắm luôn thầy. Máu cái gì? Nước mũi với máu mũi gì cô? Bây giờ cô thử bám tay vô cái rổ đi. Bám tay vậy hả? Đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi cô giữ chặt nha. Mở ơi. Mở. Cô ấn chặt nha, chào cô em đi. Em làm cái gì vậy mở? Thả cô xuống mở ơi. Thả cô xuống. Mở ơi. Thả cô xuống mở ơi. Thả cô xuống. Trời ơi. Nè, cô làm gì trên đó vậy? Nhắm mắt lại, không ai được nhìn hết. Nhắm mắt lại cho cô với Lâm. Cô đã nói quay mặt lại mà. Không cần. Chắc chắn là mọi người nhắm mắt lại là được rồi. Nhắm mắt hết rồi. Rồi, được rồi. Vậy cô xuống đây. Cô sao? Thầy Phúc, em không sao. Thầy đi đi thầy. Nhưng cô tính đứng dậy hả? Em không sao. Thầy đi đi. Được rồi, tôi đi. Đi. Quên, nhảy cốc. Mọi người đi hết đi. Em khổ mà. Nhảy. Nhảy tiếp. Nhảy. Nhảy. Em ở chung với Mẫn á. Vậy em có thấy bộ Mẫn ghét cô lắm hả? Rồi cô ơi, thằng Mẫn ai mà nó không ghét. Mà sao tự nhiên cô hỏi gì vậy? Nhưng mà ở nhà hai đứa có hay nói chuyện tâm sự với nhau không em? Tụi em tâm sự hoài à cô. Sao? Nó nói nó ghét em. Nó đòi đánh vô mặt em nè. Lâu lâu nó còn chửi vô mặt em nữa. Hai em cũng vui ha. Không có gì vui hết. Vậy thôi, em làm việc tiếp đi. Dạ. Dạ cảm ơn em. Dạ dạ bye cô. Ê, cô
Cô ơi, cô sao không cô? Cô ơi, mũi cô dính tương ớt kìa. Cô không sao? Các em làm việc đi. Cô ổn thật chứ? Ôi. Cô. Mẫn mà, đừng mệt được. Mẫn ơi, đừng có đánh người, Mẫn ơi, đừng có đánh người, Mẫn ơi, Mẫn ơi, đừng đánh người em. Mẫn có nói với em là đừng đánh người, Mẫn ơi. Em học xin mà Mẫn. Em đi đi, Mẫn ơi. Mẫn ơi, lên xe Mẫn ơi, chạy đi Mẫn, chạy đi Mẫn. Hả? Chạy đi Mẫn. Chạy đi Mẫn, người ta tới kìa Mẫn. Chào. Trời ơi, thiệt tình là đáng chí luôn á. Ủa sao, sao nói không có ai ở nhà mà. Trời ơi, mẹ tôi thiệt lẩm cẩm. Cái hộp quà đám cưới cũng quên được, hay thiệt. Đây. Em qua đây em thăm bệnh thầy. Mà bây giờ em muốn bệnh luôn rồi thầy ơi. Nói vô được không con? Nói nói. Con đang thay đồ nội ơi. Thôi. Xuống đây. Vô. Con vô. Rồi chưa? Nội đợi con xíu nội ơi, đang mặc cái quần. Rồi nội ơi, xong rồi nội ơi. Đi chứ bà ơi. Thôi mẹ em chết rồi. Con mệt lắm. Ôi da. Trời đất. Sao sao mà cô vào đâu vậy? Cô không có thấy được. Thôi giờ giờ sao Mẫn ơi? Bây giờ cô đợi xíu. Em ra ngoài coi tình hình coi sao đã. Kiểm tra lại coi. Trời. Ôi da. Sao không tin tình sao? Tôi lấy mã ông à. Tôi kiểm tra. Tôi hả? Tôi kiểm tra bảo đảm ra. Ông mày bảo ông kiểm tra lại coi. Hay lắm. Hạng lắm. Ây da. Trời. Xin lỗi, đã ngồi lên chân của bạn. Ông có biết ông đang ngồi lên cái đầu. Xin lỗi, đã ngồi lên đầu chân của bạn. Ông kiểm tra lại coi, tốt ba dữ dằn lắm đó. Nè, đang đợi máy lên nè. Xin lỗi. Nó tới mình phải đón thôi các bạn ạ. Đóng mà. Thì nó tới rồi. Bình thường làm tới hai trái được mà. Thì nó chưa tới, mình chưa đón được. Trời, có biết lịch sự không vậy? Đi ra ngoài làm. Trời, nó giường của nó, làm cái giường của nó đi. Đi ra ngoài làm. Trời ơi, lỡ rồi thì cho người ta đi. Ê, hai người không tính đi ra ngoài hả? Đi ra làm gì? Ra ngoài làm gì? Từ sáng giờ người ta đi ngoài đường, bây giờ về nhà nghỉ mệt chứ. Tối nay ngủ đây luôn hay không? Cái gì? Đẹp quá. Cái gì vậy? Ai à? Ông tát tôi. Tại ông chứ bộ. Ông nhìn gái mặt ngu thế hơn á. Mệt lắm. Trời ơi, tôi nói ông nghe nè. Cái gì? Tôi mới phát hiện ra Du Nguyên vừa đẹp mà vừa biết đàn nữa. Trời ơi, người gì đâu mà hoàn hảo không. Thầy, thầy Phúc, sao em hù thầy không hết hồn vậy trơn à thầy Phúc? Cái gì vậy thầy? Thì cô hù, tôi giật mình cho cô vui đó. Trời ơi, thầy giật mình gì mà làm em hết hồn hết vía à. Ông mà thầy Phúc ơi. Ê, hai đứa kia. Hai cái đứa đây. Khoan, thầy Phúc. Ê. Cái gì vậy? Con Jun đó. Cái gì vậy? Con Jun. Trời, cô sợ cái này hả? Bỏ liền chứ Linh. Sao mà tự nhiên em lấy con Jun em hù cô vậy? Em có biết mấy cái hành động này chỉ có học sinh cá biệt mới làm không hả? Ủa? Chứ cô không biết em là học sinh cá biệt hả? À?
kỳ ấy. Mình hôn người ta không có hết hôn, mà người ta hôn mình hết hôn.